Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Vào dịp sinh nhật, các bạn được ba mẹ tặng món quà gì? Còn với mình, ba đã tặng cho mình một món quà nhỏ, đó chính là cây kèn harmonica. Tuy giá trị không lớn nhưng nó chứa đựng đầy ắp tình cảm yêu thương từ gia đình. Và hôm nay tại showroom 98 Bành Văn Chân của Minh Phụng Music đang có một món quà rất hoành tráng sẽ đồng hành cùng chúng mình trong chuyến đi kỳ này. Và bây giờ hãy cùng mình mang món quà ý nghĩa này về cho khách hàng ở quận Tân Phú nhé. Nào, chúng ta hãy cùng lên đường thôi. Ngay lúc này các bạn hãy cùng mình theo xe lên đường đến tặng quà sinh nhật cho bé nhé. Một cảm xúc thật là vui sướng, khó tả mọi người ơi. Gần tới nhà rồi, chuẩn bị cùng với mình đi vào trong nhé. Ta quà đã đến nhà khách rồi nha các bạn. Các bạn có đoán được bên trong thì sẽ là cây đàn gì không? Bạn thắc mắc đúng không? Giờ thì khui quà thôi. Một tuyệt tác piano mang sắc trắng tinh khôi, đại diện cho sự thanh lịch và sang trọng tô điểm cho mọi không gian. Mang trong mình sự đơn giản, hiện đại, hòa hợp với mọi phong cách nội thất, biến căn phòng của người chơi thêm phần đẳng cấp. Và đó cũng chính là món quà của ngày hôm nay, piano điện Cutman KS3. Đây là giây phút thật ý nghĩa, đầy vinh dự khi nhân viên Minh Phụng được bóc siêu đàn trao tặng em. Trong khi từng lớp siêu được gỡ xuống, từ siêu vị trí nắp đàn đến siêu bên trong phím, bạn nhân viên đang test phím và âm thanh của đàn đầy kỹ càng trước khi bàn giao cho khách. Thông số kỹ thuật chính là điểm nổi bật trên Cutman KS3. Tìm hiểu ngay với mình nhé. Màn hình LCD 4 inch hiển thị đầy đủ chức năng của đàn. Đàn có 88 phím cảm ứng lực nhấn cùng với 128 polyphony, mang đến chất lượng âm thanh tốt và khả năng cảm âm của người chơi. Với 210 điệu nhạc và 500 tiếng được cài sẵn, sẽ giúp bạn thể hiện được phong cách chơi nhạc. Đặc biệt khi mua Cutman KS3, khách hàng sẽ được tặng kèm 10 bản nhạc Việt theo sở thích do team Minh Phụng cài đặt. Đàn trang bị khả năng auto off khi không sử dụng trong vòng 30 phút là một chức năng tiện ích nổi bật trên KS3. KS3 còn có những tính năng phổ biến như tempo tăng giảm tông, metronome đếm nhịp khi split chia bàn phím, chính sách bảo hành dành cho khách hàng. Khi mua Cutman KS3 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Nhân dịp sinh nhật này, Minh Phụng Music dành tặng hai món quà nhỏ đến với hai bé của gia đình. Chúc các em đón chào một tuổi mới sẽ đàn hay, học giỏi và trở thành nghệ sĩ piano đầy tài năng trong tương lai. Vậy là buổi bàn giao piano điện Cutman KS3 đến với khách hàng tại Tân Phú hôm nay đã thành công. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.